Các bà làm cái gì đấy hả? Tôi đề nghị công các bà bình tĩnh, không được manh động. Ủy ban xã vừa họp và đi đến thống nhất hết sức là sáng suốt, sẽ giải quyết cho từng hộ, gọi là hoa thơm mỗi hộ được ngửi một ít nhá. Sếp chú ơi, cái gì? Đợi cháu phải đi gì nhanh chứ. Thế bây giờ tình hình thế nào? Bây giờ phải khẩn trương xem nhà nào còn gia cầm bắt nó hủy sạch đi, không nó biết là được đền bù nó giữ lại hết. Sếp chú ơi, cái gì? Cháu bảo bây giờ nhá, mình vào nhà lão Dục, nghe nói nhà lão ấy nuôi nhiều lắm, bắt đào hố chôn bằng hết thì thôi. Vào. Vào luôn. Trời ơi, đi tầm này. Nhà Dục này nó dám răng bẫy cả chủ tịch xã nhá. Ông vào ông bắt sạch không để lại một con nào. Đi. Nhưng mà đi tao à? Không đi được rồi. Mày phải cõng tao thôi. Ui giời, sếp chú nặng đến này cháu cõng sao được. Kìa, cõng là việc của mày, còn nặng là việc của tao chứ. Đi. Thôi, cháu cõng sếp chú, sếp chú giải quyết cho họ nhà cháu thêm 100 gà nữa nhá. Mày chỉ giỏi vòi vĩnh thôi. Dạ. Để vào giải quyết nhà Dục người xong rồi tính. Khéo, đau. Thế cứ mình cứ thống nhất là họ nhà cháu thêm 100 gà nữa. Rồi, vỡ bố ông đồng rồi đây này. Dục ơi. Dục ơi. Ôi, chết rồi. Ông ơi, à? Ông chủ tịch xã đi kiểm tra gà cũ. Ôi trời, thế à? Thằng Tèo đâu? Sơ tán hỏa tốc. Ôi, cuốn lên đi, đang nước sôi nhờ bằng cái này cố vào người ta để cho người ta ăn. Bê bu gà, nhanh lên. Ôi, trong buồng chật cứng rồi. Thằng Tèo đâu? Tèo đâu? Mang cái bu gà này ra đống rơm cho mẹ mau. Nhưng mà ơi, rơm nhiều lắm rồi. Mang vào chuồng lợn. Bu con bảo này. Cái gì? Tôi không bảo chứ. Mang. Nhưng mà con bảo cái này. Không bảo cái gì cả, mau lên. Cứng rồi. Làm sao mà nhét được vào đấy không? Ông lên giường. Lên giường ngay. Lên làm cái gì? Lên giường. Ôi trời. Thôi. Ban gảy ban mặt. Mệt lắm. Tôi bảo ông lên giường là lên giường. Lên. Thôi tối. Lên ngay. Có lên không? Có làm chủ tịch. Có đến bây giờ thì dơ mặt rồi nha. Làm sao dơ? Ai làm gì mà dơ? Có lên không? Không lên. Này, vợ chồng nhà ông bà Dục làm gì lục cục buổi trưa mà mãi không mở cửa thế hả? Không. Mời chủ tịch ngồi xây nước ạ. Các làm sao mà phải cõng nhau thế này hả? Quá, đang đi ở đường thì va phải cái cục. Cục gì? Mà cục thì liên quan gì đến nhà bà? Chủ tịch uống chén nước này. Này, tôi đến đây không phải là để uống nước. Không có nước nhà bà thì chắc là tôi chết khát rồi. Chú uống. Này, thế nhà bà còn bao nhiêu con gia cầm nữa chưa tiêu hủy? Không, nhà em tẩu tán hết. Không, nhà em tiêu hủy hết rồi. Đừng có mà chối cãi nhá. Mấy cậu dân quân về báo là nhà bà còn mấy đàn gia cầm nữa chưa đốt chưa hủy đấy. Ôi giời ơi, cậu dân quân nào mà độc mồm độc miệng thế. Em nói thật bác nhé, em thề đấy, nhà em mà còn con gà này em cho bác luôn. Này, bà định đổ bệnh đổ tật cho chúng tôi đấy à? Gà mắc dịch chúng tôi lấy làm cái gì hả? Chủ tịch ơi, uống chén nước lên. Chủ tịch ơi, sếp chú ơi, sếp chú ơi, cái gì đấy? Có cái tiếng gì lục cục như không thế? Phải cả. Đâu, không phải đâu, chủ tịch ơi, tiếng em là tặc lưỡi. Nó ăn miếng cá, miếng xương nó mắc ở trong này mãi không chưa lấy được ra. Xương gì mà xương, tôi nghe tiếng lục cục loanh quanh đâu đấy. Lục cục. Bà đóng alo lại. Ai còn không? Có cái gì lục cục của dưới cầm giường cái kia? Cái gì? Không phải đâu, em nuôi cóc ở đấy. Ui ôi. Nuôi cóc ở đấy. Này, sao lại nuôi cóc? Từ ngày có dịch H5N1, em phải nuôi cóc, nuôi cho nó bắt mũi là một này. Sau đó nó béo, em bán ở nhà hàng khách sạn luôn. Ui dồi ôi, vợ chồng nhà Dục mới tẩm nhỉ? Tẩm. Thế chú ơi. Cái gì nó cứ lùng bùng ở cái giường cái kia? Mấy ngày hôm nay rồi. Ô, ông ấy bị làm sao? Ôi giời ơi, hình như là ông ấy bị cảm cúm. Cúm à? Tôi chết rồi sếp chú ơi. Lão Dục lão bị cảm cúm cái này thì lây chết. Về thôi. Này nhé bà kia nhé, chúng tôi sẽ bắt phạt bà về tội là cúm mà không báo với xã, để còn ngăn phòng
bà chết với tôi đấy. Không, không, không có việc gì phải ngăn phòng. Có lây lan gì đâu, cảm cúm bình thường đấy chứ lây lan gì đâu mà phải ngăn phòng. Không, 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 không. Ông ấy sốt rét quá đấy mà. Ông ấy để em đắp thêm cho ông cái chăn nữa. Đúng rồi, đắp thêm cái nữa mà. Rồi khổ thân ông rồi, ấm rồi, ấm rồi. Ôi, 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 cả nuôi nhốt thì không có chịu vệ sinh sạch sẽ. Thì thét cái lỗ mũi rồi. Biết chủ tịch rồi, nhưng mà hôi không chịu được. Lộ rồi nhá. Úi giời ơi. Mắc dịch này. Tao đã bảo với mày là canh vườn không được để cho gà hàng xóm nó sổng sang. Mỗi cái việc cũng không làm được. Gà hàng xóm, gà nhà mình. Chứ bộ. Ai đẻ ra mày xong ngu thế hả? Mẹ đẻ ra con như này. Láo. Ba mẹ buồn cười nhỉ. Sáng TV về tao thông báo là gà tiêu hủy này người ta đền bù đấy. Thật không? Thật, sao mày không bảo mẹ? Lúc đấy tao nói mày không nghe đâu. Chủ tịch ơi, được đền bù à? Bù thì bù mà đền thì đền chứ làm gì mà bà cứ phải nhặng lên thế. Trước hết là ông bà phải khai báo xem tổng cộng nhà ông bà có bao nhiêu con gia cầm thì mới được đền bù. Mà phải xếp lịch đấy nhá. Có khổ dân tôi không cái gì thì... Ai biết đâu được đền bù. Có trăm con gà vội vội vàng vàng mang đi gửi. Thằng Tèo, mày sang nhà cô Đào bên xóm Đông nhá. Mày lấy 300 con gà hôm nọ mẹ gửi về đây cho mẹ. Này này, mày nhớ hỏi cô xem có bao nhiêu con gà mắc dịch. Lấy tất cả về đây để mẹ tiêu hủy luôn. Ông bà Dục nhá, chuyện đền bù là chuyện của nhà nước. Không phải vớ vớ vẩn vẩn được đâu nhá. Trước hết là ông bà phải kiểm tra xem có bao nhiêu con. Rồi xếp lịch đăng ký đàng hoàng thì mới đền bù. Chứ không phải bạ đâu là đền đấy, bạ đâu là bù đấy đâu nhá. Thằng này, dạ. Đi về. À về, vâng. Trời ơi. Úi dồi, ê cái kéo, chân đau. Này. Dạ. Thế cái danh sách gia cầm thiêu hủy mày đã lập trong chưa? Báo cáo sếp chú là sếp chú giao việc cho cháu cho nó hoàn tất hết rồi. Thức trắng mấy đêm, đâu vào đấy rồi. Tốt. Thế mày định báo cáo lên huyện này hủy bao nhiêu con? Cháu báo cáo một con số hết sức là cụ thể. Mình tiêu hủy tất cả là 1.650.000 con. 1.650.000. Mày có bị làm sao đấy? Dạ không ạ. Hả? Xã mình tổng cộng có mười mấy hộ nuôi gia cầm. Mày đào đâu ra mà nắm và gà nắm vịt thế hả? Khổ quá, sếp chú buồn cười thật. Cháu làm việc có sổ sách giấy tờ đàng hoàng, nói có sách mới có chứng. Chứ có phải là làm láo báo có hay đâu mà. Thế nhưng mà sao lại... Cháu nói cho sếp chú nhá. Riêng họ nhà sếp chú, cháu tổng cộng là 500.000 con. Chưa kể sếp chú bảo là cho ông thông gia nhà tao 100.000 con. Đây, cháu làm việc này là cho sếp chú mà sếp chú chưa gì. Chú cho nói cho mày nghe. Mày mà không nhét trên dưới 200.000 con vào cho họ hàng hang hốc nhà mày, tao cứ đi đầu bằng đất. Danh sách nhà cháu nó có bé tí thế này này. Danh sách nhà sếp chú nó hoành tráng thế này cơ mà. Mà những hai tờ nhá. Này, hai tờ đàng hoàng. Sếp chú ơi, quá. Sếp chú bây giờ có miếng nạc thì còn thừa tí gân phải cho thằng cháu gặm với cho nó vui mồm. Với cả chú có khập được thì thằng cháu mới có miếng mà nhất là một. Mày làm thế huyện nó phát hiện ra thì sao? Phát là phát thế nào, để huyện phát thì cũng mà chết rồi. Này, xã bên nhá, nó có mấy hộ nuôi thôi mà nó khai những 2 triệu con. 2 triệu? Vâng. Nó làm chẵn mà mình làm hơi lẻ nhỉ? Mình làm có 1.650.000 là còn ít đấy chứ. Với cả sếp chú lạc hậu lắm. Cán bộ xã bên nhá, lên huyện họp và đi xe 4 bánh tất. Chú cháu mình cứ lẹt đẹt cái 3 vét nhè, lúc ra đường ngượng, không thể chịu được. Khổ, tức là tao chưa có bằng. Chứ tao đặt là con la đà lâu rồi mà chưa mua. Tóm lại sau cái vụ này nhá, chú cháu mình là phải sắm con 4 bánh. Sắm hẳn cái con nó quảng cáo trên TV ấy. Con gì? Cái con Marula ấy. Ôi giời, hình tướng à. Cái con đấy nó quảng cáo là con Giviva. Giviva được nghĩa là 4 bánh đi đúng không? Thế nhưng mà mày làm thế, chú vẫn cứ thấy no. Nó mà phát hiện này chết cả nút. Lo, việc gì phải lo. Tội vạ đâu chú chịu tất. Ai chịu? Chú chịu tất chứ còn gì ai nữa. Ai chịu? À quên, thì tội vạ đâu chú cứ đổ hết đầu cháu thế là xong, có gì bố đâu. Lao tét này, nhưng mà
làm thế tao không đành lòng. Ờ kìa, thiên hạ nó vẫn làm như thế thôi. Cuối cùng hòa cả làng, chả thằng nào chịu chết cả. Mày không phải lợi dụng, mày bảo ai là thằng ấy hả? À thì khổ quá, sếp chú thì cháu nói là thằng thiên hạ, chứ ai nói thằng sếp, ai nói chú. Ông biết tôi xếp hàng từ bao giờ không? Từ tôm tẩm sáng, từ lúc gà gáy đấy nhá. Đúng mà. Thế bà biết tôi xếp hàng từ lúc nào không? Lúc nào? Từ cái lúc là Là cái gì? Là cái gì? Bà biết cái gì đây không? Lá thì cái gì? Tôi xếp hàng cái lá này từ lúc gà lên chuồng. Ai sớm hơn ai? Hả? Ai sớm hơn ai? Ông đừng có mà ấy nhá. Đi ra xếp hàng. Ai rồi? Tôi cần chôn ngay. Ai thật cần chôn ngay? Tôi cái đào hố mấy ngày hôm nay chỉ cần xác chứng nhận là tôi lấp đất liền. Ông tưởng tôi xếp hàng đấy thì không sướng lắm à? Mày trình bày cụ thể từng trường hợp tao kiểm tra xem. Dạ, báo cáo sếp chú cái trường hợp của ông Trần Văn Xoài, tức là bố vợ chú, rồi. Người đẻ ra thím ấy, mà cháu phải gọi ông ấy, rồi. Thì cháu giải quyết là 1.000 con gà trọi. Cái gì? 1.000 con gà trọi. Không được. Sao lại không được? Mày biết thím nhà mày là đẳng cấp ở cỡ là dạng vua sư tử. Thế mà ông ấy đẻ ra vua sư tử mà mày giải quyết thế thì sư tử nó xé tao ra làm trăm mảnh à? Thế thôi thì bây giờ ý kiến của sếp chú là thế nào để cháu bổ sung? Bổ sung bao nhiêu cháu bổ sung 1.000 nhá, gọi là 2.000 con gà trọi nhá. Thôi được rồi, thế nhưng mà mày phải bỏ cho tao cái chữ trọi đi. Người ta giải quyết là giải quyết cái trường hợp gà thường. Chỉ nói đến gà trọi cả xã biết ông ấy có mỗi một đôi. Ôi nhưng mà gà trọi nó quý hiếm, cháu so 2 con gà trọi bằng 2.000 con gà thường là hoàn toàn hợp lý. Chú yên tâm. Mày làng nhàng lắm. Thôi được rồi, xong xanh cho nó hẳn 1.200. Cháu sẽ cái khoản chia chác cái cháu làm rất cụ thể. Hai văn bản, chú ký một cái, cháu ký một cái. Chứ không lúc tiền bạc nó không phân minh, chú cháu nhảy vào đánh nhau thì dân ấy và cán bộ xã mình không đoàn kết. Cái mồm. Dạ. Sao mày giận mãi rồi vẫn lúc nào cái mồm cũng ổng ấy, như là xe máy tàu thủng bô ấy. Thì con số còn lại phải mang chia chác cho dân làng, cho người ta để kêu ca nhìn nhau, hiểu chưa? Dạ vâng, tất nhiên rồi. Thế cháu mà chú cứ thống nhất cái khoản chia chác là như thế nhá. Được rồi. Nhưng mà lại quả mồm. Đây rồi, tiến sư các anh. Cứ có việc gì cần đến các anh là cái chỗ chia chác cái gì. Này. Dạ. Mày chốt với chèn kiểu gì mà để bái chui vào đây thế này hả? Cháu chốt chặt lắm mà không hiểu bái luẩn kiểu gì vào. Ê thầy cú tốn. Thế hóa ra anh này ở đây, thế mà cô cứ đi tìm anh mãi thôi cái chứ. Khổ quá, bà trẻ bé cái mồm thôi. Không người ta kéo đầy đến đây bây giờ. Kệ người ta. Này, cháu đề nghị cô giữ thái độ nghiêm túc nhé. Ở đây là chỗ làm việc chứ có phải ở nhà đâu mà cô cứ cu với tôi hoang hoang hoa cái mồm. Này thì tao hỏi mày nhá, thế không cu là cái gì? Quá, tao bảo là đây chỗ làm việc, không phải ở nhà. Cô cứ hoang hoa cái mồm ấy, cô giết cháu à? Này, thôi. Đi, cô đến đây có việc gì? Chả là thế này, mấy năm trước là cô có nuôi 500-600 con gà. Ê, thế nhưng mà có dịch mẹ nó cô bán tông với cháu luôn. Thì cô giỏi quá. Thế bây giờ thì nghe nói nó có cái đền bù những cái gà tiêu hủy đúng không? Cô đến gặp con, cháu cô cháu với nhau, cô muôn con à, cho cô một suất 1.000 con thôi. Không được đâu cô ơi. Cô làm như thế là cô giết chúng cháu còn gì nữa. Thôi được rồi. Ta bảo bé mổm cứ mổm chúng cháu. Cô nói bé. Này, thế nhưng mà cứ phải cho cô một suất 1.000 con nhá. Ê, không được đâu cô ơi. Số lượng gà nhà cô đáng là bao nhiêu mà cô làm thế thì cô giết cháu à. Này, ai bảo là gà nhà tôi đáng bao nhiêu hả? Ở trong chuồng nhà cô còn 20 con nữa đấy. Đây. Có 20 con gà mà bây giờ cô yêu cầu đền bù những 1.000 con thì có phải là cô giết chúng cháu rồi không? Này anh ơi, thôi anh đừng có trộ tôi. Này, quyền sinh quyền sát ở trong tay anh. Anh cho ai bao nhiêu, anh giải quyết bao nhiêu đó là quyền ở anh nhé. Thế mà chỗ cô cháu với nhau, ngày xưa anh bé mà cái kẹo mút dở, cô nuôi nấng này, cô chăm bẵm này, đến bây giờ anh to cao béo mượt như này. Tôi hỏi anh là 1.000 con gà, thì đến 10.000 con gà anh chả xứng được với anh như chủ tịch này đâu nhá. Thế mới này, thế này nó ra
hàng một triệu. Rồi cháu cho cô 1.000 con thì cô cũng lại lại quả cho cháu nó xứng đáng rồi. Này, đề nghị cô nghiêm túc nhá. Không có quả với nải gì ở đây nhá. Cứ theo chính sách mà làm, chết bao nhiêu thì đền bấy nhiêu mà. Có bao nhiêu thì đền bấy nhiêu nhá. Chứ cô... Tất nhiên là với người nhà thì cũng có khác. Ê, bà trẻ ơi. Ê. Bà trẻ ra đây. Bây giờ sếp chú đã có ý kiến như thế rồi thì bà trẻ cứ yên tâm nhá. Có điều là thế này, bà trẻ không được quên công của sếp chú. Quên thế nào được chúng mày. Vâng. Thôi cứ như thế nhá. Dạ vâng. Thế cô về nhá, bà trẻ về nhá. Dạ, thôi bà trẻ lướt đi. Thế thống nhất cứ thế mà chia chác. Bà trẻ về nhá. Bây giờ nhá, tôi nói gì các bà phải hô nhá. Đề nghị xã cho hủy ga, hủy ga, cho hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga, hủy ga. Này, trật tự. Công các bà định làm gì đấy? À, đây là ủy ban. Làm loạn à? Biểu tình làm loạn à? Giải quyết cho chúng tôi đi. Chờ từ sáng đến giờ rồi. Giải quyết đi. Chờ từ sáng đến giờ rồi. Bây giờ thế này. Gà nhà nào chết trước, chúng tôi giải quyết trước. Gà nhà nào chết sau, giải quyết sau. Con gà nhà nào mà chưa chết còn sống, mang về nhà làm mọi cách cho nó chết. Thậm chí đập chết để sang tuần nó có mùi thung thủm rồi mang đây chúng tôi giải quyết cho nó nhanh. Này, cậu xem sổ sách đã vào đủ họ hàng thân bằng cô Hiếu chưa? Để tôi còn ra giải quyết mấy cái nhóm ở ngoài kia. Dạ, bà con xem chú. Tình hình này mình phải bắt bà con mỗi hộ nộp thêm một ít tiền nữa thì mới đủ cái tiền đền bù gia cầm cho cả hai họ nhà chú cháu mình ạ. Trời ơi, tôi kệ cậu đấy, cậu phải giải quyết ổn thỏa. Không họ hàng người ta chửi tôi là làm to mà anh em không có tí lộc là cậu chết với tôi đấy. Dạ, báo cáo sếp chú cái việc này khó quá. Chú giải quyết cho cháu xin phép về cho về. Này, đứng lại. Ui. Anh có phải là cán bộ không? Dạ phải ạ. Anh phải giữ vững khí tiết của người cán bộ lao đầu vào khó khăn chứ. Dạ, nhưng mà việc này khó quá. Khó thì tôi có miếng, anh cũng có miếng cơ mà. Nhưng mà khổ quá, miếng của chú này to hơn miếng của cháu. Trời ơi, mày láo miếng nào mà chả là miếng. Việc tôi giao anh có làm được không? Dạ, đành. Nghiêm. Dạ, nghiêm thôi ạ. Trời ơi, tôi bảo anh nghiêm, sao anh lại nghiêm? Dạ nghiêm ạ. Nhà cậu có mấy con vịt trời, nhưng nhà tôi đây này còn hổ báo động vật quý hiếm, tôi phải lo hết đi chứ cậu tưởng à. Đây giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nghe chưa? Bây giờ tôi phải lên huyện họp đây. Các bà làm cái gì đấy hả? Tôi đề nghị công các bà bình tĩnh, không được manh động. Ủy ban xã vừa họp và đi đến thống nhất hết sức là sáng suốt, sẽ giải quyết cho từng hộ, gọi là hoa thơm mỗi hộ được ngửi một ít nhá. Nhưng mà chờ lâu quá rồi. Bây giờ thế này, trật tự. Bây giờ ai đến trước được vào trước, còn ai đến sau tôi xin nói luôn là tự giác đi về nhà cơm nước đi, mai đến nhá. Rồi tôi, đỡ mất thời gian. Tôi. Bà to mồm mình vào đây. Việc đền bù không phải nhà nào cũng được đền nhá. Nhưng riêng nhà bà chúng tôi gọi là ưu ái, đền bù nhiều hơn nhà người khác. Cảm ơn chú. Thế cho nên để tránh cái gì gọi là kiện tụng nhá, tị nạnh. Vâng. Thì bà cấm được bếp xếp. Vâng. Và bà phải học thuộc cái bảng kia. Việc nhà nào biết việc nhà đấy. Đúng. Không ai nói với ai. Đúng. Bây giờ này, chúng tôi là giải quyết ở đây là có luật đấy. Luật gì? Luật của chúng tôi là luật cộng trừ. Cộng trừ thế nào? Tôi nói ví dụ nhá, bà con 500 con gia cầm, bà trừ đi 200 con gia cầm, bà còn 300 con gia cầm. Thế là thế nào? Có nghĩa là tôi sẽ ghi danh sách tiêu hủy cho nhà bà là 500 con, 200 con thì thuộc về chúng tôi, còn 300 con là thuộc về bà. Thế 300 con có hơn 100 con ở biên bản lúc đầu không? Đúng, hơn trăm. Được, chú giải quyết thế được rồi. Được chưa? Được. Thế 200 con đâu? Chú đem đi, tôi đưa cho. Này, ở đây chúng tôi làm việc là cưa đứt đục suốt nhá. Chúng tôi không cầm lưỡi nha các bạn. Tôi mang tiền đi. Không mang tiền thì về nhà lấy tiền nhá. Được rồi. Này. Trước khi về thì phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi hiểu rồi. Việc nhà ai biết được nhà ấy. Không nên nói ai, nói với ai. Cầm đẹp sang về nhá. Thế nào hả bà? Gì? Người vào đã cầm nhỉ? Vừa vào ra đã cấm khẩu rồi.
Ông thôi, bây giờ đến lượt tôi. Bà con chờ một lát nhé. Vâng thưa quý vị, trong khi rất nhiều bà con vô cùng khổ tâm và đau lòng khi phải viết nên những con số của đàn gia cầm mà họ đã phải mất bao công sức để chăn nuôi, thì cũng lại có vẻ vui sướng vẽ ra những con số và tìm cách chia chác những chỉ tiêu. Lý do tại sao thì chắc quý vị và các bạn đã hiểu. Và chúng tôi nghĩ rằng lòng tham của họ chưa dừng lại ở đây. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi tiếp câu chuyện.